Xin được kính chào khán giả của Check In Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đây là vùng đất của những ngọn thác và chúng tôi đã có mặt tại khu du lịch sinh thái Thác Mây thuộc xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Với vẻ đẹp của thiên nhiên kỳ thú ban tặng, dòng nước mát trong xanh thì Thác Mây đã trở thành điểm du lịch lý tưởng hấp dẫn cho hàng vạn du khách đến mỗi ngày. Xin mời quý vị hãy cùng check in địa điểm đầu tiên này nhé. Xin mời. Và bây giờ có rất nhiều du khách và những bạn trẻ tới đây để có những tấm hình check-in thật là đẹp tại Thác Mây. Chào các bạn giới thiệu mình đi nào. Dạ, em chào anh. Em tên là Phương Anh. Phương Anh. Em đến từ Hải Phòng. Bạn này. Dạ, bạn này tên là Thu Lê. Thu Lê từ Hải Phòng luôn. Hải Phòng luôn. Đây là lần thứ mấy em tới Thác Mây rồi? Dạ, đây là lần đầu tiên. Tới đây thật sự là em ngạc nhiên. Một ngọn suối rất là trong xanh, bao trùm quanh là rừng núi, rất là thiên nhiên. Em sẽ đi lần đầu và em sẽ giới thiệu cho mọi người cùng đến trải nghiệm ạ. Cùng gặp gỡ bạn Năng, người sẽ phụ trách Thác Mây này. Năng ơi, vì sao có cái tên là Thác Mây Năng hả? Theo truyền thuyết kể lại thì nơi đây từ xưa kia là một khu vực rất là hoang vu và có một dòng thác đẹp, thì có rất nhiều là một muông thú đến đây hát múa ở đây. Và tin này thì đã bay đến tận thiên đình, thì các nàng tiên đã trốn Ngọc Hoàng về tắm tại thác này. Ngoài ra thì văn hóa dân tộc Mường chung quanh đây cũng rất là đặc sắc đúng không? Ở đây là bản sắc văn hóa ở đây là đa số là 100% là đồng bào dân tộc Mường, là bản địa ở đây. Bây giờ thì Năng có thể dẫn cho Việt Nam đi khám phá chung quanh Thác Mây cũng như là nét văn hóa bà con Mường ở đây được không? Vâng, chắc chắn là... Rồi thì mình đi nha. Thưa quý vị và các bạn, về với vùng đất Thạch Lâm, Thạch Thành, nơi có thác Mây buông xõa dòng nước trắng xóa, điểm xuyết trên không gian thiên nhiên đầy kỳ vĩ, cũng chính là hành trình tìm về không gian văn hóa Mường đầy đặc sắc.
Chào các chị ạ. Chào em nha. Rồi. Rồi. Mỗi lần đầu tiên em thấy được một cái nơi mà dệt rất là đẹp của bà con Mường ở Thạch Lâm. Như vậy thì thường thì các chị sẽ làm các công việc này từ khi nào và làm lúc nào trong ngày ạ? Bình thường thì chị sẽ làm vào tranh thủ vào buổi trưa và buổi tối. Buổi tối thì sẽ cho con cái học bài đi tầm, mình sẽ vào tầm 9:30. Thì nếu mà hôm nào mình khỏe thì mình sẽ làm đến 1 giờ hoặc là 12 giờ, còn không thì mình cũng dệt vào tầm 1 tiếng. Chị Thao ơi, như vậy thì cái nét văn hóa độc đáo trên cái vải của bà con Mường của mình nó sẽ là có những gì ạ? Hoa văn thì nó cũng tùy theo từng cái loại hoa văn loại mình dệt. Ví dụ như cặp váy thì nó sẽ khác, răng trên này, răng giữa này, răng dưới nó sẽ khác. Với lại mình dệt như cái này, mình dệt trang trí thì nó cũng sẽ khác. Như ở cặp trên này nó sẽ bình thường thế này thôi. Còn như ở giữa này thì sẽ là hình con rồng, con phượng, sẽ đem lại sức khỏe cho mình. Còn như cái hoa văn này thì nó sẽ là hình mặt trời. Hình mặt trời, hình núi, hình hoa. Trời ơi, hư một cái là đèn là chắc em bị ở lại đi luôn quá. Này đúng không ạ? Rồi. Thôi. Ôi sao không. Bé em thấy nó rất là mỏng manh là dữ. Rồi bây giờ sao chân đặt làm sao để đây hả chị? Đúng rồi, một chân đạp lên đây. Đặt lên đây. Cái này công đoạn đầu tiên là phải nhấc cái này lên đây. Nhấc cái này lên đây ạ? Rồi, nhấc cái này lên đây đã. Rồi, bây giờ lấy cái này xuống. Đây, kéo xuống này, đây. Rút cái này ra. Rút cái này ra, rồi rút ra luôn. Rút cái to ra, đúng rồi. Rồi. Đấy, rồi. Rồi bắt đầu luồn thôi. Rồi, luồn cái nào ạ? Từ từ bắt đầu từ đây. Đây, sợi này luồn đây. Sợi màu xanh này sẽ luồn ở đây. Ôi, khó mà đau lưng quá. Trời ơi trời, các chị quá giỏi luôn á. Em ngồi được khoảng chừng mấy phút thôi mà em không chịu được, mắt mờ nhòe luôn. Ôi, hôm được một tí này là mình sẽ siêng lên đấy. Cảm ơn chị Thao và các chị ở đây cho Check-in Việt Nam trải nghiệm thử một cái nét độc đáo văn hóa của bà con Mường ở Đăng Thượng, Thạch Lâm của mình. Chúc cho các chị thật nhiều sức khỏe nha. Giờ tụi em sẽ đi tiếp tục khám phá những cảnh đẹp của Thạch Thành của mình nữa. Cảm ơn chị Thao. Rồi, chị cũng cảm ơn em nhé. Ok, cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ bạn Hương. Hương sẽ chia sẻ những món ăn mà trưa nay và Hương đãi Phúc. Hương sẽ giới thiệu cho khán giả trên Việt Nam là hôm nay thì em đãi mọi người ăn món gì nào? Đó là món gà nướng. À. Và món lợn mán nướng, cá sông chiên, ốc đá đặc sản vùng miền, và có tôm sông chiên. Không thể thiếu là ăn kèm với xôi cẩm ạ. Và bánh sừng bò. Bánh sừng bò sao nghe lạ thế Hương? Bánh sừng bò này là một trong những cái đặc sản của vùng miền và không thể thiếu được trong cái lễ ăn hỏi cưới của người dân tộc Mường ở đây ạ. Nhưng mà thường thì là những cái món ăn này là tất cả phụ nữ ở đây đều biết làm hết hả? Dạ, mà tất cả là con em người Mường đều biết làm ạ. Ở đây thì đặc sắc nhất là cái món ăn nào Hương hả? Đặc sắc nhất là món ăn ví dụ như là cá sông này. Cá sông. Đây, em xin phép gắp cho anh Phúc một con cá sông. Wow. Và tiếp theo đó là món lợn mán nướng. Mời Hương. Ăn kèm với xôi cẩm ạ. Và không thể thiếu món chấm đó là muối hạt dổi. Cũng là một cái nét đặc sắc ở đây của mình đúng không? Dạ vâng ạ. Anh thử trước nha, cá sông hay cá suối? Cá suối ạ. Rất là thơm cho mọi người. Cái thịt nó béo ha, mà nó giòn tan à. Dạ. Đó. Cái này nó chỉ sống ở dưới suối thôi. Dạ vâng ạ, nước tự nhiên luôn. Cái này là lợn lợn bản. Lợn bản luôn, lợn bản. Miếng thịt nó rất là thơm, dai vừa, có ít mỡ và nêm nếm rất là đậm đà. Mình nấu cái xôi nào. Cái này nếp gì Hương hả? Nếp rất là dẻo. Nếp nương và cây lá cẩm ở trên rừng ạ. Mình có thể là nấu nước và ngâm gạo và sau đó là mình để tầm hơn 1 tiếng là mình sẽ đổ.
Anh thấy con gái Mường rất là hiền hậu này, đảm đang mà rất là giỏi. Mà hầu như là ai cũng biết thêu thùa may vá và nấu ăn rất là ngon luôn. Và cảm ơn Hương rất là nhiều. Và chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị và các bạn khám phá những cảnh đẹp của Thạch Thành trong phần tiếp theo của chương trình. Mời Hương ăn tiếp nào. Thưa quý vị, cuối cùng thì Hồng Phúc và Thị Linh đã di chuyển tới hang Con Mon ở xã Thành Yên, huyện Thạch Thành. Thị Linh có thể chia sẻ với khán giả về cái hang này được không? Thưa các bạn, hang Con Mon thuộc bản Mọ xưa, nay thuộc thôn Thành Trung của xã Thành Yên. Cái tên hang Con Mon nó là bắt nguồn từ tiếng Mường, có nghĩa là hang con thú. Bởi vì trước kia thì ở trước hang nó có một cái hình con hổ ngồi phủ phục. Đó là trước kia là khoảng bao lâu? Hang Con Mon thì có niên đại cách đây khoảng 40-60 nghìn năm trước công nguyên. Vâng. Và nó được phát hiện vào năm 1974 và năm 1976 thì các nhà khảo cổ học bắt đầu tiến hành khảo cổ tại đây. Cảm ơn Thị Linh rất là nhiều. Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta vừa đi tham quan hang Con Mon rất là đẹp, một điểm check-in. Đừng bỏ lỡ khi đến với Thạch Thành. Và những tập tiếp theo của Check-in Việt Nam, chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp quý vị những cảnh đẹp tại Thạch Thành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Check-in Việt Nam kỳ sau nhé. Xin chào.